Xin chào các em. Xin chào. Ok. Hay là tập viết? Tập viết. Rồi, lớp mấy rồi? Lớp 1. Hôm nay thì hôm qua không ăn. Mai lắng lại. Thả tim, cười tươi nhá. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Của Núi. Hôm nay thì hai anh em đang có mặt ở cái điểm khá là quen thuộc. Có lẽ là quý khán giả, cô chú anh chị năm ngoái mà theo dõi hành trình của anh em thì cũng được biết là cái điểm trường này đã được lên hình một lần rồi. Năm nay thì hai anh em tiếp tục vào đây. Và năm nay nó khác biệt hơn là món quà lớn hơn và giá trị hơn. Cái người trao, người được nhận quà thì cũng sẽ là những người ý nghĩa hơn. Và năm nay thì thật sự là anh em cũng chưa được đồng hành với nhau nhiều quá, bởi vì là công việc nữa, rất là nhiều những cái lý do liên quan đến công việc riêng, nên là anh em cũng không được đồng hành nhiều với nhau. Cảm ơn các bác, các cô, các chú rất nhiều đã đồng hành cùng với tất cả anh em ở trên miền núi để mà có những món quà trao cho bà con nghèo trên vùng cao. Cháu Tuyên thì về góc độ mà chia sẻ về cái trao quà này cũng không quá nhiều, vì là kênh của cháu thì mới làm thôi, cho nên là về cái lượng khán giả cũng như là cô bác anh chị đồng hành để mà trao quà cho bà con thì không nhiều, nên là thường là cháu Tuyên đi ké với anh em để hỗ trợ là chủ yếu thôi. Còn ghi hình là ghi hình về những cái góc cảnh, khung cảnh về cuộc sống và bà con và những cái khoảnh khắc trao quà của anh em để quý khán giả, cô chú anh chị biết được cái hành trình của anh em đi thì bao gồm những gì và trao cho những ai, bà con là ai và người như thế nào. Và bây giờ thì các bác, cô chú, anh chị sẽ nghe những cái lời tâm sự và chia sẻ của em Hiệp về những món quà của ngày hôm nay các bác nhé. Trước tiên thì cái hành trình của anh em mình có mặt ngày hôm nay ở đây thì nó là lần thứ hai rồi. Tuy nhiên thì đây là lần thứ hai và khác với lần thứ nhất, bởi vì đây là quà dành cho bà con chứ không phải là riêng học sinh. Đó, thì thứ hai là cái đối tượng nhận quà hôm nay thì cũng là cái sự chọn lọc từ rất nhiều thôn khác nhau có hoàn cảnh đặc biệt mới được đến nhận. Đấy, do vậy là trong nữa thì anh em mình sẽ trao đến tận tay bà con những cái suất quà Tết. Đấy, cháu Hiệp xin được gửi lời chào tới quý khán giả trên kênh của anh Tuyên. Bây giờ thì anh em mình đang tập kết quà rồi. Ngoài hơn 50 suất quà thì các cháu học sinh cũng sẽ có được những tấm áo ấm và bà con sẽ có được những cái sự sẻ chia, cũng là những cái tấm áo ấm cũ mới vẫn còn rất là tốt, đã được các cô các bác nhà hảo tâm gửi gắm từ rất là xa, đã có cái sự dọn dẹp giặt rũ rồi là gấp rất là gọn, nên là anh em mình cũng đã mang tới rồi. Đấy, xe đang đến rồi mọi người ạ, trong nữa thì anh em sẽ chia sẻ kỹ hơn mọi người nhé. Bây giờ xe đã về đến đây rồi các bác ạ. Có đấy cô ạ. Phải là ưu tiên chứ. Xe mất một đèn. Xe chột pha. Hiện tại thì cháu Tuyên đang có mặt tại thôn Sa Lì, gọi là điểm trường Sa Lì đấy các bác ạ. Cái thôn này thì trước đó anh em đã từng chia sẻ một cái thước phim. Hôm nay thì cháu Tuyên cho các bác xem cái view cảnh đẹp ở trên thôn bản này. Rất là đẹp nhé các bác, ở khu vực này thì đồi núi rất là cao. Và bà con thì thường sống là rất là thưa thớt này các bác này. Sống ở những cái dãy núi như thế này này. Đó. Phần lớn là bà con sống rất là thưa và đặc biệt là ở đây thì tập trung nhiều nhất vẫn là đồng bào người Dao và đồng bào người Mông sinh sống. Đồng bào người Dao thì sẽ sống ở những cái vùng thấp hơn, còn đồng bào người Mông thì khu vực ở những cái chỗ mà sương bao phủ đấy các bác, rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì cũng bình đẳng, nên là người Mông và người Dao cũng sống xen kẽ với nhau và cũng sống lẫn lộn với nhau hết rồi. Đấy, phần lớn là cũng do kinh tế phát triển và một số gia đình thì người ta cũng có những cái sự dịch chuyển.
Đấy, bây giờ thì bà con cũng đã có những cái sự có mặt ở đây rồi, thì anh em cũng chuẩn bị tiến hành là sẽ đánh nhanh rút gọn trong một thời gian ngắn. Như các bác biết thì là đợt trước giáo Tuyên về đây chia sẻ ở bên này là khu vực trường tiểu học, còn khu vực bên kia là khu vực trường mầm non. Trước đó thì học sinh trường mầm non là ở khu vực trên này nhé các bác. Đấy, khu vực trên này này. Đấy. Nhưng hiện tại bây giờ thì trường mầm non ở trên này đã không còn học nữa và học sinh đã chuyển xuống khu vực dưới này rồi. Đấy, học ở khu vực dưới này rồi. Đây nha các bác, gần như là một xe đầy quà luôn. Anh trưởng thôn đâu nhỉ? Đây là lớp học của các em nhỏ học sinh nha các bác. Đấy. Thầy giáo thì đi chơi rồi. Xin chào các em. Ok, được, ngồi xuống đi. Các bạn đang học môn gì đây? Đang học môn gì đây? Viết bài hả? Đang học tiếng Việt hả? Tập đọc à? Hay là tập viết? Tập viết. Rồi, lớp mấy rồi? Lớp 1. Ok, cố gắng học nhá. Dạ. Rồi. Đấy, rất là ngoan. Có lớp mình có bao nhiêu bạn? Mười ba bạn. Bạn nào học giỏi nhất? Bạn Dung à? Ôi giời ơi, học giỏi thì phải là học lên lớp liên tục, chứ lại học lớp 2 xong lại xuống lớp 1 á. Ừ, thôi học đi. Xem nào, chữ đẹp thế. Viết chậm chậm thôi. Chữ rất là đẹp này các bác này. Phải hoan nghênh cái tinh thần ham học hỏi của các cháu các bác ạ. Bởi vì là ở trên vùng cao thì phần lớn các bạn ở đây là người dân tộc. Nên là để mà học tốt như các em ở dưới xuôi có lẽ là sẽ không được. Tuy nhiên thì với cái năng lực và cái sự cố gắng của các em thì cũng đâu đó sẽ có những cái bạn mà vượt trội. Đấy, chữ đẹp thì... Chữ đẹp thế nhỉ? Bản thân cháu Tuyên thì ngày xưa cũng từng là một người ở trong ngành, cho nên là quen với cái cảnh này rồi các bác ạ. Bạn này sao không viết vở bạn này đâu? Ui ôi, không có vở á? Không biết viết, không biết. À, không biết viết hả? Ờ, tay của bạn này có mấy ngón đây? 6 ngón à? Đâu? 2, 4, 6, 11 ngón. À, bạn này là người dân tộc gì? Mông. Mông à? Bạn này tên là gì? Tên Sùng Mỹ Bình. Sùng Mỹ Bình à? Sùng Mỹ Bình. Đó đi, đó chính Gamu là. Hả? Dân đó nè. Đó sau nè. Đó sau mới tôi đó. Không biết chữ. Không biết chữ. Không biết đọc. Không biết đọc. Cũng không biết đọc. Ôi rồi. Nhưng mà bạn này có nói được chuyện không? Được. Nói được. Nhưng mà con trêu con. Con trêu á? À, thế à? Ừ, thế rồi, được rồi. Các bạn học đi, các bạn học đi. Lớp trưởng đâu? À, đẹp trai thế. Cố lên nhá. Rồi, học đi, học đi. Đấy, lớp trưởng này. Một lớp học rất là đáng yêu các bác ạ. Rồi, tí nữa thầy sẽ phát quần áo cho nhá. Phải viết chữ đẹp vào thầy mới cho nhá chứ. Năm ngoái thì thầy đã về trao quần áo, có các bạn nào không được nhận không? Năm ngoái thì thầy đã trao cho các bạn rồi, nhưng mà có lẽ là các bạn quên rồi. Năm ngoái các bạn học ở trên kia phải không? Học mầm non. Năm ngoái đang học mầm non. Năm nay lên lớp 1. Cố gắng nhá. Để thầy ra đây thầy xếp đồ xong tí nữa thầy sẽ trao cho các bạn nhá. À, em chào anh Hoàng nhé.
Anh đẹp trai khoác em nhìn không ra. Đây, quà rất là to các bác này. Tất cả những cái thùng quà này, những cái phần quà này thì đều được sắp xếp ở trong và đây. Hôm nay thì quà đã. Rồi vâng. Hôm nay quà trao là sẽ trao cho các cái hộ gia đình đặc biệt nha các bác, và được sàng lọc và chọn lựa theo yêu cầu cũng như là theo nguyện vọng của cán bộ. Và hôm nay sẽ trao trực tiếp cho những cái hộ gia đình khó khăn, là một. Thứ hai nữa là gia đình có công và gia đình có những cái sự cố gắng. Anh trưởng thôn này. Anh trưởng thôn. Trưởng thôn hả? Trưởng thôn à? Em nhờ tí nhá. Bây giờ anh ra đây hộ em xếp đồ một tí, để tí nữa bà con về thì hộ em trao nhá. Hôm nay thì hẹn cả anh phó chủ tịch, nhưng mà chắc có lẽ là bây giờ chưa về đến nhỉ. Anh em mình trao nhanh trao gọn thôi. Vâng, em chào chị nhé. Chút nữa thì xếp ra thôi. Trước mắt bây giờ là hạ xuống để xe đi về. Chào các anh nhé. Hiện tại thì bây giờ cán bộ cũng đã về đây để hỗ trợ cho anh em rồi các bác ạ. Quà thì rất là nhiều nhá các bác ơi. Ở ngoài những cái phần quà hôm qua anh em chuẩn bị ra thì có thêm khoảng hơn 10 thùng quần áo nữa. Ở đây thì là phần quà mà anh em đã chuẩn bị từ tối hôm qua nhé các bác nhé. Trong đó thì bao gồm là một gói mì chính ba lạng này, bánh kẹo này, đấy một gói bánh rất là đẹp để cho bà con thắp hương Tết. Ngoài ra thì một thùng mì gấu đỏ nha các bác nhé, và một chai dầu ăn 2 lít, súp bột canh, một chai nước mắm nữa, rồi là bánh kẹo đầy đủ hết. Cũng cảm ơn các cô các bác rất nhiều, các chú đã đồng hành cùng với tất cả các anh em trên tất cả kênh. Có thêm 50 cân thịt lợn à? Cũng như đợt vừa rồi em đi trao đây là... Đặc biệt hơn là có 50 cân thịt lợn. Một túi, đóng thành túi một cân như thế này rồi à? Thịt lợn rất là ngon nha các bác. Thịt ngon. Đây là đang chờ bà con ra để trao nha các bác nhé. Vì là bà con bây giờ thì một số gia đình ở rất là xa, nên là có lẽ sẽ đến sau. Hình như hôm qua em liên hệ chỗ anh này nhỉ? Đúng rồi. Bà con như thế nào rồi anh? Đang trên đường đến. Đang đều. Chưa lì là lào ít thế nhỉ? Là lào bọn mình một hộ mà. Nhưng mà ít thế. Chưa lì. Chưa lì. Có. Chưa lì có. Bảo anh Kiến rồi hôm qua chụp ảnh gửi cho anh Kiến mà. Đây là ngâm la thôi. Thế có ngâm la với chưa lì là lào chưa qua đến đâu. Tiến Hòa còn chưa có này. Tiến Hòa có một thôi. Đền chưa có ai. Xin giới thiệu với các bác nha, đây là anh phó chủ tịch xã. Hôm qua thì đây em Hiệp đang bị kia. Đây là chỗ em Hiệp đi cùng để trao quà ngày hôm nay. Hôm qua em có liên hệ qua anh ấy. Thì
được biết là bà con hôm nay anh em mình trao quà thì được các anh sàng lọc và lựa chọn những cái gia đình đặc biệt khó khăn và những cái hộ gia đình có gia cảnh gọi là đặc biệt đấy ở trong thôn bản ấy. Thì không biết là có những cái gia đình nào mà người ta không ra được không anh? Có đấy. Bây giờ đang gọi tiểu thôn qua báo hết rồi mà. Bởi vì là em biết là một số gia đình đặc biệt thì thường là người ta không có phương tiện đi lại. Đấy. Ờ đúng rồi. À, mẹ yếu lắm á, nhưng mà cũng nói lắm á, chấm bu lắm tài cho. Thế sao nỉ đi, tài yếu tất tài cái đi. Đây các bác ạ, bà con về rất là đông rồi. Tuy nhiên thì vẫn chưa đủ các bác nhé, hơn 50 hộ dân hiện tại đang có mặt ở đây cũng gọi là chưa đủ đâu các bác ạ. Một số thôi. Phần lớn thì được sàng lọc và lựa chọn những cái gia đình khó khăn đặc biệt. Bà con chưa về hết à? Chưa, đợi mấy tí nữa. Mấy tí nữa à? Mấy tí nữa đấy. Ở đây măng mọc chưa? Măng nắng này này. Em chịu, em có phải là ở đây em không biết. À. Quà thì sẵn về đây rất là sớm rồi các bác ạ, bởi vì là khi anh em đi di chuyển thì cũng muốn là đến trước để chuẩn bị và sắp xếp làm sao khi mà bà con về đến thì bà con tập trung để sẵn nhận thôi. Tuy nhiên thì một số bà con là ở rất là xa. Các bác không biết đâu, bây giờ khu vực là như thế này thôi, trong một điểm như thế này và bà con thì một số là ở ngay tít bên đỉnh núi bên kia cơ. Di chuyển từ đỉnh núi bên kia thì bà con sẽ phải vòng lên, vòng lên tít trên đỉnh đồi này xong mới xuống. Rất là xa nhé các bác. Ở đây thì nhìn có thể là một tầm mắt thôi nhưng mà cháu Tuyên sẽ di chuyển ra đây để cho các bác xem là cái độ xa nó như thế nào. Và nếu như mà bà con mà phải di chuyển thì một cái đoạn đường rất là xa, nếu mà là nhà bên kia ấy. Đấy, như các bác xem những vực rất là sâu này. Đấy. Thì bà con phần lớn là cái thời gian di chuyển từ trong bản trong làng ra vì là phần lớn người ta là người nghèo nên là để mà đi ra đây thì một số đi bộ, một số thì đi xe. Tuy nhiên thì những cái gia đình mà đã là khó khăn rồi thì xe cộ người ta cũng rất là hạn chế đi, kể cả có đi chăng nữa thì thật sự có việc thì người ta mới đi thôi. Còn để mà người ta không có kiếm ra tiền để mà đổ xăng đấy, phần lớn là như thế. Cho nên là khi trao thì nếu mà được lựa chọn và được sàng lọc những cái gia đình khó khăn thì rất là tuyệt vời. Ưu tiên những cái gia đình khó khăn để mà sàng lọc lựa chọn thì đó là một trong những ưu tiên rất là cần thiết. Khi bản thân các cháu đi làm từ thiện, đi trao quà thay cho các nhà tâm của chú anh chị thì các cháu trao trực tiếp đến cho những cái hộ gia đình thật sự khó khăn mà thật sự cần những cái món quà đó thì nó sẽ là một điều trong những điều tuyệt vời và mình cảm thấy thật sự rất là xứng đáng. Hiện tại thì bà con cũng về được phần nửa rồi các bác ạ. Già nửa rồi, bây giờ là chuẩn bị để trao cho bà con. Chuẩn bị trao cho bà con hiện tại đây. Các bác thấy này, có hai nhóm dân tộc nha các bác. Một nhóm là người Mông và một nhóm là người Dao. Đấy, sống chung cùng một cái địa bàn. Hôm nay thì các chị em đi là chủ yếu, còn phần ông thì phần lớn là đi làm việc. Còn các chị em thì anh trưởng thôn này xem bao nhiêu người đến rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
50 nhá. Gần 40 rồi anh. 40 rồi. Ờ. Đến được rồi. Nung nà chú yếu lòng lên chứ. Rồi thì lỗ. Gần 40 người rồi các bác ạ. Bây giờ đã gần đủ rồi. Anh em cũng chuẩn bị sắp xếp để mà phân chia các cái món quà, sau đó thì trao cho bà con thôi. Đấy, các em học sinh thì đang giờ ra chơi giải lao đây. Đây xếp hàng ở đây này. Từ dọc từ kia về đây. Xếp hàng ra. Chưa nhận thì cứ đứng đây được mà. Mình nhận xong mình xếp hàng dần ra. Đấy, như thế cho nó dễ. Nhưng mà các anh hỗ trợ em cái danh sách nha, không tí nữa người nhận rồi lại nhận phát nữa thì các anh không kiểm soát được thì khó quá. Mượn cho anh Hải. Tâm viện với sang la
Tết Tết mình Giáp Thìn năm 2024 đã được thực đến quà tặng các hộ nghèo như là giáo học sinh và chính quyền. Trân trọng và cảm ơn những tình cảm của anh em từ thiện đã đến những xuất quà đặc biệt và ý nghĩa với bà con nhân dân. Bây giờ thì nhờ anh Thao cũng như là các anh trưởng thôn trao đổi đây là sẽ lần lượt trao cho các hộ, sau đó là cũng anh em cũng muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm một chút, là xếp hàng đây mình chụp với nhau một tấm ảnh, đó là phần thứ hai thì mình sẽ mới quần áo cũ này có mới không còn dư thì sẽ nhờ anh như là thầy cô là sẽ trao lại cho những cái điểm mà gần đây để cho các em sẽ được các bé sẽ được những cái tấm lòng bác được nhé. Đây là nữ chương trình về sau đây thì sẽ mời chúng thôn một và thôn một ra nhận xong là với nhận hết kết quả với năm kết quả xong là với ra đây này sẽ được lượng nào này. Sau đây mời chúng thôn nam mời từng hộ của hộ Ngâm La trước. Ngâm La Nam Nam bao nhiêu suất thì mở em đứng ở đây hết. Mỗi hộ sẽ một cân thịt lợn đấy nhé. Một cân thịt lợn đấy. À Ngâm La đến lao kia. Ngâm La. Ngâm La. Ngâm La. Phần Ngâm La đủ. Đây là. Thôi nếu được. Sao? Đấy, đến nào nữa mà, cháu là mình, tao tả đi, tả đen nhé. Tao thì muốn cho rồi, muốn cho cái đó, muốn cho
tiền, trả tiền, trả tiền. Đây, 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 từng người một. Đến rồi.
Đông đi để em lấy một kiểu ảnh to tà tì nhá. À, hôm qua ông ăn tà tì hay chặt con này. Chả gì đúng. Tớ tỏn, tớ tỏn, tớ xả vào tiếng láo này. Láo, tiếng láo. Ông, Yến Hòa chưa đến à? Yến Hòa đây có muốn hai hộ. À, tà tì nhá này này, không đi được. À, chiều, tí nữa chết cầm đây, chiều chết cao hơn mà chị chết của bạn ấy. Cho cái này này cho chấm cho cái này cho cái gì con lấu vừa quá chả cái gì nữa nó tay túi cái này còn là con hôn nữa đâu đây là bốn hộ nữa đến hòa nhỉ bốn hộ của tiến hòa thế chấm nhận nào ba cái này nhá hai cái này nhá chị nhận luôn hai hộ nhé của thôn này nhé cho xong thôn này đó rồi đến tiếp tục thôn Charlie Charlie mấy người nhỉ trong danh sách của mấy người chưa có danh sách hay nào có danh sách tổng không có cả hai xính luôn à xính một xính hai một xính như rồi tổng mấy người chính như là chính nhà nuôi đúng không? Không phải chính nhà cá bé, chính cha bé nó chẳng đây vợ đây nhìn này. Đau như thế này mà vẫn đi được. Ai ở nhà? Như này mà anh mà không đi viện thì sau này chỉ có cắt bàn chân thôi. Anh cứ lo không ai ở nhà, mai anh cũng không ở nhà luôn đấy. Chân này là anh không để thế này được đâu. Chứ là đi viện rồi. Sợ gì đấy? Sợ hạt nó không? Ông anh vẫn không xin thế. Vàng mới có.
một hai ba tí đây lại ba tí nữa. Lúc Nam mình không giữ được vệ sinh là nó bỏ bối luôn. Đang có 11, ở 11 là thằng tổ nữa là 12. Đang biết to đây này. Tổ vào đi. Còn hành thôi nè, 1, 2, 3, 4, 2. Nào, 1, 2, 3, dĩa lúc máy nha, 1, 2, 3, từ từ nha, 1, 2, được chưa, 1, 2, 3, ok, được đấy. Lắng lại để vệ sinh nó ra, lắng này phải cho này để vệ sinh nó ra đi ra viện chắc chắn bây giờ ra là ông bị cắt cái ngón chân đấy là cái chắc rồi, mà bây giờ một cái cắt thì nó thối kia tùy ý. Đúng rồi, bây giờ nó đang thối dần vào trong đấy. Mình biết cái này mẹ bị tiền tài với nhỏng quen bị lắng này là bị hay cắn này là cắn đấy. Lửa nữa. Thế rồi. Chắc là ông lại vào ông hò vào bếp rồi. Là giải chán quá là nhiều. Vâng. À, anh xuất anh lấy cái tải ở kia, có một cái tải cho vào ba tải. Đây đây của bà kia đang có người lấy túi rồi. Đi đây đi.
Bây giờ là đến phần của các cháu các bác ạ. Phần các cháu thì sẽ có những cái quần áo, áo khác thôi. Đấy. Nào, xếp thẳng hàng vào nhá, các bạn xếp thẳng hàng vào nhá. Rồi, không đẩy nhau. Đứng gọn vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bạn các bác này. Rất đẹp trà này. 14 bạn. Bạn này tên là gì? Tráng Văn Hùng. Tráng Văn Hùng. Tráng Văn Hùng, thế còn bạn này? Tráng A Đánh. Tráng A Đánh, bạn này? Tráng Văn Sơn. Tráng Văn Sơn. Còn bạn này? Tráng A Tân. Tráng A Tân. Đây bạn này. Tráng A Nam. Tráng A Nam. Đây. Tần Thị Liên. Tần Thị Liên, tên đẹp thế. Còn bạn này. Tần Thị Lợi. Đây. Tráng A Tém. Tráng A Tém. Tần Thị Nêu. Tần Thị Nêu. Đây các bạn này. Tần An Ninh. Tần An Ninh. Tráng Thị Hà. Đây. Tráng Thị Duyên. Đây. Tráng Thị Dung. Đây. Bạn này tên là gì? Bạn này không biết nói à? Không. Sao không biết nói? Nói. Sao người Mông lại không biết nói? Người Mông biết nói mà. Được rồi, chúc mừng các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ nhận áo khoác nhá. Thầy giáo sẽ phát áo khoác cho các bạn nhá. Đang chờ em Hiệp để lấy áo khoác về phát cho các cháu khoác. Anh Phê đứng vào đi. Anh Phê đứng ở giữa rồi đi. Đứng ở giữa đi. Đấy. Đấy. Được đấy. Nào, 1, 2, 3, 1. Ok. Vân đi.
chú ở giữa mà. Nào, làm như thế nhá. Các bạn làm thế này nhá. Làm thế này. Đúng rồi, thả tim, cười tươi nhá. Một, hai, anh Hiệp như thế đấy. Chưa. Một, hai, ba, từ từ nhá.